hoan hỷ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới, chia sẻ tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri báo trước sự thật bất ngờ. Đúng trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nhận lộc trời ban, tiền vàng kéo đến, giàu sang đến đỉnh điểm. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thân mến, để giành chiến thắng trong cuộc đời này, ta sẽ phải trả giá toàn bộ những gì mình có thể. Nó là máu, là mồ hôi, là nước mắt, nó là những tháng ngày phải kỷ luật, kỷ cương. Nó là những thời điểm phải mòn đi cái tự trọng của bản thân, phải lì lợm trước những lạnh nhạt của người đời. Nhưng đổi lại, cái phần thưởng chúng ta nhận sẽ thật đáng để đánh đổi lắm thay. Vấn đề là có bao người có thể kiên trì đến tận cuối con đường. Tổ tiên xưa có câu, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Vì vậy, cuộc sống một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Trong số 12 con giáp, có tuổi Ất Tỵ được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống có tình, có nghĩa, biết người, biết ta. Không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, sóng gió hay trông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Ất Tỵ là con giáp cực kỳ may mắn. Theo luận giải tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, các nhà tiên tri chỉ rõ, nếu tuổi Ất Tỵ lưu ý được điều này thì cũng đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, giàu sang phú quý. Và đặc biệt tuổi Ất Tỵ sinh 1965 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ thân mến, thế giới này từng đen tối với Ất Tỵ, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng, rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ bạn, cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Ất Tỵ suốt những ngày dài. Rồi một ngày, Ất Tỵ sẽ được yêu. Rồi một ngày Ất Tỵ sẽ được thương, rồi một ngày Ất Tỵ sẽ được quan tâm, rồi một ngày Ất Tỵ sẽ không còn cô độc, rồi một ngày Ất Tỵ sẽ hiểu cái gì xảy ra là gì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Ất Tỵ mệt mỏi đôi chút, khiến Ất Tỵ suy tư dài phần. Nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh, là sự chuẩn bị cho những điều cát lành mà Ất Tỵ xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi. Nên hãy cứ khóc đi, nếu Ất Tỵ đang chán nản, hãy cứ cười lên. Nếu Ất Tỵ thấy cay đắng, rồi cứ bình lặng đi. Khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí thì càng là lúc tối tăm tuyệt vọng, cũng tức là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên trì của bạn ở hiện tại. Và nhớ rằng, không ai có thể truyền lửa hay động viên, hay tiếp sức, tiếp lời cho Ất Tỵ mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Ất Tỵ bắt buộc buộc phải duy trì để đợi lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh gửi đến Ất Tỵ. Một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi tuổi. Ất Tỵ sinh 1965 cầm tinh con rắn. Tuổi Ất Tỵ trong số 12 con giáp nổi bật là con giáp khôn ngoan, thông thái,
hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người, nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt. Họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm. Hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng, nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi, chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi. Rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất, thì họ sẽ tấn công trở lại không chút thương xót. Không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ. Họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu. Bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic. Họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác. Họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối những lời góp ý có tính xây dựng, khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc. Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế, với vai trò trung gian hòa giải, họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Người tuổi Ất Tỵ có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông. Kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó, mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy,
Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở, nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh, biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Nam mệnh Ất Tỵ có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ, nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi, dễ chịu. Theo vận trình tử vi trọn đời, mệnh chủ khá tốt, số gặp may mắn và có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến, nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của họ không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Ất Tỵ chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như họ luôn có vận may trời ban về tài lộc. Nữ mệnh Ất Tỵ cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Nhìn chung thì trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đang xen đối với người tuổi Ất Tỵ. Có những khoảng thời gian Ất Tỵ thấy mình đạt được thành tích cao, phát triển nhanh chóng. Nhưng cũng có những lúc Ất Tỵ cảm thấy bi quan, buồn phiền vì những rắc rối xảy đến liên tục. Người tuổi Ất Tỵ trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch sẽ mang đậm tinh thần vững vàng, trí tuệ thông thái, hành động quyết đoán, công danh, tài lộc có điểm thu hoạch tốt. Thời điểm này có điềm báo xấu về lời ăn tiếng nói. Người tuổi Ất Tỵ nếu không biết thận trọng trong nói năng thì rất dễ rước họa thị phi. Về các vận, người tuổi Ất Tỵ có kim quý các thần che chở. Dù là sự nghiệp hay tài lộc đều có quý nhân phù trợ. Rước về vinh hoa phú quý, người độc thân có thiên hỷ các thần báo hiệu điềm nhân duyên thuận lợi và hưng vượng. Tam hợp chiếu mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ phát triển theo hướng khá tích cực.
Nếu bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa thì không lo không có người giúp khi vướng phải khó khăn. Tuy nhiên, Ất Tỵ vẫn cần phải cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, quấy phá bất cứ lúc nào. Phương diện tiền bạc lúc trôi chảy lúc lại vướng phải rắc rối, Ất Tỵ nên bình tĩnh để phân tích và tìm ra hướng đi hợp lý cho mình. Khi gặp khó khăn, Ất Tỵ đừng có suy nghĩ bi quan, tốt nhất nên trao đổi với những người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Bạn không cần thiết phải gánh vác mọi việc một mình. Chuyện tình cảm tốt hay xấu phần lớn cũng phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, quan trọng là bạn có quyết tâm tìm hiểu hay không. Tháng này, các cặp đôi có xảy ra mâu thuẫn, cọ sát, nếu không hành xử khéo léo thì dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Khẩu khuyết, sức khỏe suy giảm, cần chú ý sinh hoạt điều độ hơn. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Ngọ và Dậu. Màu sắc may mắn 8, đen. Con số may mắn số 10, 44 và 29. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy sự nghiệp có tốt, có xấu, vì thế Ất Tỵ không được cho phép bản thân mình lơ là. Cho dù là trong công việc quen thuộc hay những nhiệm vụ có vẻ đang tiến triển trôi chảy đi nữa. Cục diện tam hợp nâng đỡ cho thấy rằng thời điểm này các công việc Ất Tỵ thực hiện sẽ đạt được kết quả khá tốt. Quan trọng là bạn chịu quyết tâm cố gắng. Những người tham gia vào tuyển dụng công việc làm thêm cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng tốt với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa, Ất Tỵ cũng thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Một số người còn giới thiệu cho Ất Tỵ cơ hội để phát triển, quan trọng là Ất Tỵ có dám nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được lơ là trước sức ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử và hung tinh ngũ quỷ. Kẻ xấu vẫn luôn rình rập để tìm cơ hội hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Vì thế, Ất Tỵ chớ nên gây ra lỗi sai đáng tiếc để kẻ xấu lợi dụng hạ bệ bạn hoặc cướp mất công lao của Ất Tỵ. Khi khó khăn xảy đến, Ất Tỵ cũng nên động viên bản thân suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, không nên giấu những căng thẳng, áp lực mà mình phải chịu trong lòng. Lối suy nghĩ bi quan chẳng đem lại bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn khiến bạn thụt lùi, do chịu sự chi phối của ngũ quỷ, là một trong các hung thần trong tứ trụ luận mệnh thời xưa. Nó mang âm khí rất nặng khiến người tuổi Ất Tỵ chịu khá nhiều áp lực. Nó dễ dàng gây hỗn loạn trong tâm trí của bạn. Âm dương mất cân bằng khiến người tuổi Ất Tỵ dễ hành động hồ đồ. Nhược điểm khá lớn của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này đó là làm việc không kiên định. Đứng trước việc cần đưa ra quyết sách thì không có chính kiến, tự mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt, phong cách làm việc không có nguyên tắc dễ khiến người khác không thấy được sự tin tưởng ở bạn. Từ đó bạn mất dần đi sự trọng dụng từ cấp trên và đồng nghiệp, tự mình đóng cánh cửa cơ hội thăng tiến của mình. Bản mệnh cần phải cải thiện những khuyết điểm này, tận dụng nhiều hơn các khí của kim quý để cải thiện vận trình sự nghiệp trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này của mình. Tuy nhiên, tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy sự khéo léo rất quan trọng trong thời gian này. Khi bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng thì bạn sẽ có một khoảng thời gian làm việc ưng ý. Đây là lúc các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác. Công việc nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Hợp tác tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng tư duy lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm hướng đi thuận lợi cho mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng phương diện tài lộc khá bấp bênh, khiến người tuổi Ất Tỵ khó có thể yên tâm trong tháng này. Bạn cần cẩn thận trong mỗi quyết định mình đưa ra, nếu không thì kế hoạch đang suôn sẻ đến mấy cũng có thể lâm vào ngõ cụt. Thực tế thì thời điểm này, các mối quan hệ xã giao của Ất Tỵ đang tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh có thể gặp được đối tác hoặc khách hàng triển vọng,
Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác làm ăn thì có thể kiếm về một khoản khá khẩm. Một số người gặt hái được thành tích khá trong công việc cũng dễ nhận được phần thưởng nóng của công ty. Hãy coi đây là động lực cố gắng chứ đừng vội hài lòng với thực tại và dậm chân tại chỗ nhé. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh cũng sẽ đem lại cho Ất Tỵ ít nhiều rắc rối trên phương diện tài lộc do có kẻ tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh phải thận trọng trong các mối quan hệ, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Với người vừa bắt đầu vào một lĩnh vực mới nào đó thì cần bình tĩnh để nghe ngóng tình hình, không nên quá vội vã trong quá trình làm giàu. Hãy dành thời gian để đánh giá tình hình thực tế, năng lực bản thân cũng như tính khả thi của kế hoạch đề ra. Ngoài ra, ngũ quỷ hung tinh cũng gây họa phá tài, có thể là xe cộ đột nhiên hỏng hóc giữa đường, đồ đạc trong nhà bị hỏng không rõ lý do, khiến người tuổi Ất Tỵ phải móc hầu bao vô cớ. Tuy nhiên, may mắn là có thiên quý các tinh đem tới nhiều cơ hội kiếm tiền, đồng thời củng cố dần thu nhập chính được ổn định. Việc Ất Tỵ cần làm trong tháng này là thận trọng với ngũ quỷ hung tinh. Hung tinh này khiến tính cách quan phí của bạn trỗi dậy mạnh mẽ. Người tuổi Ất Tỵ vốn là con người không biết tiết kiệm, thói quen tiêu tiền không suy nghĩ, tham vọng quá lớn khiến Ất Tỵ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiền bạc. Vì vậy, việc quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi bản mệnh kiếm được tiền, hãy có ý thức tiết kiệm và tránh tiêu xài quan phí. Đầu tiên, hãy xem xét lại thói quen tiêu dùng và đặt mục tiêu tiết kiệm. Hãy làm một danh sách các chi tiêu cần thiết và ưu tiên những mục tiêu quan trọng như tiết kiệm, đầu tư hoặc trả nợ, tạo ra một kế hoạch ngân sách hàng tháng và tuân thủ nó. Để giữ được sự ổn định trong tài chính cá nhân, hãy kiểm tra lại các khoản chi tiêu không cần thiết và cân nhắc giảm bớt hoặc loại bỏ chúng. Điều này có thể bao gồm việc cắt giảm các chi phí hàng ngày như ăn uống bên ngoài, giải trí không cần thiết hoặc mua sắm quá mức. Hãy tìm kiếm các cách tiết kiệm khác như tìm các ưu đãi giảm giá hoặc mua hàng giá rẻ hơn. Ngoài ra, hãy tạo một quỹ tiết kiệm dự phòng để đối phó với các tình huống khẩn cấp hoặc chi phí không mong đợi. Đặt ra mục tiêu tiết kiệm một phần thu nhập hàng tháng và đặt vào quỹ tiết kiệm để tạo ra sự an tâm và tích lũy dần dần. Tử vi cho thấy, may mắn là chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này, nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh. Lúc này, tứ lục bay về phương Tây Bắc, cần học cách kiềm chế cảm xúc trong việc mua sắm, vì ở mức thu nhập cao hay thấp không quan trọng bằng việc bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Có nhiều tiền trong tay không có nghĩa là thoải mái chi tiêu đâu nhé, bạn nên thận trọng chi tiêu, tránh mua bán quá mức gây tốn kém. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, người tuổi Ất Tỵ mang đến nhiều quyết tâm để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, không phải lúc nào bản mệnh cũng có thể thực hiện được mục tiêu đó. Mặc dù vậy, điều này đại diện cho sự tiến bộ và thay đổi tích cực trong cách người tuổi Ất Tỵ quan tâm đến sức khỏe hơn so với trước đây. Để cải thiện sức khỏe, Ất Tỵ hãy tạo ra một kế hoạch thể dục và dinh dưỡng hợp lý, hãy cố gắng tuân thủ nó. Đừng nản lòng nếu không đạt được kết quả ngay lập tức, quan trọng là kiên trì và dần dần thay đổi thói quen không tốt. Hơn hết, hãy tận hưởng quá trình cải thiện sức khỏe và nhìn thấy những tiến bộ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, cũng đừng quên đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và ăn uống lành mạnh để cơ thể được phục hồi và phát triển một cách tốt nhất. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Theo tử vi, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, nếu muốn cảm nhận hạnh phúc trong tháng này thì người tuổi Ất Tỵ cần chú ý đến cách hành xử và lựa chọn của bản thân. Bản mệnh sẽ không thể nào chạm tay tới tình cảm nếu luôn đóng cửa trái tim mình hoặc xét nét với nửa kia hết điểm này đến điểm khác. Người độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng, Ất Tỵ cần phải mở lòng ra và thử trò chuyện với mọi người. Còn nếu cứ mãi sống trong thế giới riêng thì bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ các mối nhân duyên. Với những người vẫn còn đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ thì bạn nên cố gắng để vượt qua. Đừng để người không xứng đáng đi ngang qua đời mình, cản trở mình đến với niềm hạnh phúc trong tương lai. Các cặp vợ chồng sẽ khó tránh khỏi chuyện tranh cãi, mâu thuẫn trong tháng này. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất không nên kéo dài cuộc tranh luận. Hãy đợi khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn thì hãy tiếp tục thảo luận với nhau. Ngoài ra, Ất Tỵ cũng không nên quá xét nét những khuyết điểm hoặc lỗi sai của nửa kia, nhất là khi đối phương không hề cố tình làm như vậy.
vợ chồng nên bao dung và tìm cách dung hòa các điểm khác biệt thì bầu không khí gia đình mới có thể hài hòa, ấm áp. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 5 ngày cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Xem tử vi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ gặp ngay ngũ quỷ, vận trình quẩn quanh luôn chậm hơn người khác một bước, lại còn gặp phải không ít tai ương, mất mát, ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế mà vận trình của bản mệnh kém hơn trước rất nhiều, phải thận trọng từng ly từng tí một. Người làm chủ kinh doanh, buôn bán gặp trở ngại về tài chính do nguồn vốn chưa thể thu hồi. Người làm công ăn lương trục chặt về công việc nên tiền thưởng bị giảm trừ, vị trí có phần lung lay. Thực ra, năng lực của bạn không kém nhưng thiếu may mắn nên mới có những kết quả không tốt như vậy. Thế nên tuổi Ất Tỵ chẳng còn cách nào khác là phải tự phấn chấn chính mình, suy nghĩ tích cực, định hướng lạc quan và tiếp tục cố gắng trải qua khó khăn. Sau đó sẽ là chân trời mới với những cơ hội mới. Quan trọng nhất là không được chán nản, buông xuôi hay bỏ cuộc nhé. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này có phần đi xuống. Bản mệnh dễ gặp các triệu chứng như đau nhức xương khớp, tay chân chuột rút bất ngờ, nên hạn chế vận động mạnh. Thay vào đó, luyện tập nhẹ nhàng, tập các bài dưỡng sinh, yoga phù hợp để thư giãn gân cốt. Nếu vẫn thấy tình hình không thuyên giảm thì nên tới bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra cụ thể. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đỏ, trắng. Con số may mắn: 94, 53, 28 và 61. Tử vi từ ngày 26 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch cho thấy, trong những ngày này giải thần cho tuổi Ất Tỵ sự tỉnh táo và tâm tính hiền lành, biết phân biệt đúng sai, tránh xa vào những cuộc tranh cãi vô bổ. Trong công việc cũng như đời sống khó tránh được những tình huống nóng nảy, nhưng rất nhanh bạn đã kịp thời bình tĩnh, kiềm chế hành động xấu, nhờ vậy nên vận trình sáng sủa, cát nhiều hơn hung. Dễ gặp quý nhân và hòa giải với đối thủ, dẫu đôi bên cạnh tranh gay gắt nhưng thực sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu bình đẳng để bản thân phát triển hơn, chứ không dựa vào chiêu trò đấu đá. Đây là tín hiệu đáng mừng, còn có đối thủ tức là bạn còn có động lực và mục tiêu để tiến xa hơn và mạnh mẽ hơn. Phương diện tài lộc có cả chính tài và thiên tài, với những nguồn thu tăng lên đáng kể, cuối tháng là thời điểm tổng kết toàn bộ kết quả và nhận thành quả. Ất Tỵ thu hồi được một số công nợ, đồng thời xác định bản thân đã gặt hái được không ít thành tựu, nên không cần lo ngại về phương diện này. Trong những ngày cuối tháng 8 âm lịch này, bản mệnh nên chú ý nhiều hơn tới sức khỏe. Dù hiện tại chưa quá nguy hiểm, nhưng tích tụ lâu ngày sẽ trở bệnh nặng, dấu hiệu đau dạ dày và mất ngủ. Thiếu tỉnh táo đã xuất hiện, tuổi Ất Tỵ không thể chủ quan, cần đi kiểm tra và có phương án điều trị nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hợp lý. Thân thể tốt mới có sức theo đuổi các việc khác chứ. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, đen. Con số may mắn: 76, 44, 35 và 20. Bí quyết cải mệnh của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Người xưa đã trải qua cả đời người để đúc rút kinh nghiệm truyền lại cho ta. Họ lại càng hiểu rõ tài vận của đời người là đến từ đâu, nên mới nhận định việc giàu sang phú quý không đơn giản đến từ nỗ lực hiện tại mà thành. Nghe tới từ mệnh, ta hay nghĩ đó là do trời ban, thế nên mới có câu sống chết có số, phú quý do trời. Trong mệnh chỉ có 8 phần đấu, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đâu. Theo đó, ta tin rằng ai cũng có mệnh của mình và vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Mạnh Tử từng nói: bạc chi vi, nhi vi giả, thiên giả mặc chi, chí nhi chí giả mệnh giả. Việc mình không cố ý làm mà thành đó là do ý trời, vậy việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh trời. Vậy nói là trời định cũng là để hình dung rằng việc này khó thay đổi, mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, ta không thể tác động. Thực ra bản chất của mình lại là do chính chúng ta tạo ra từ muôn kiếp trước, ngàn đời trước mà ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đó chính là nhân cách chằng chịt từ kiếp này sang kiếp khác, tạo thành quả chắc chắn, khó lay chuyển,
thay đổi ở trong kiếp này. Vì thế, nếu ta có cố gắng đi ngược lại, trở nên tham lam, dơ ghét của cải của mọi người về mình, sẵn lòng hại người, bất chấp luân thường đạo lý để khiến bản thân giàu có, thì đó cũng là thứ tạm bợ. Nếu có đạt được thì sẽ có lúc gặp họ và tiền bạc tiêu tan hết. Người xưa tin rằng toàn bộ tài sản của con người có được trong cuộc đời này là vì phúc báo mà có. Chúng cũng là đã được định sẵn từ trước. Một người có nhiều của cải, hơn nữa phải có đức hạnh thì của cải ấy mới được lâu dài. Thực tế là những ai giàu trong một đêm thì người đó không thấy tiếc tiền khi mua sắm so với tiền do sức lao động của mình làm ra. Họ có dung tiền cho bất cứ việc gì cũng không thấy xót xa. Những đồng tiền ấy nhanh đến và nhanh đi. Điển hình nhất đó là nhiều người trúng số độc đắc nhưng không hạnh phúc. Ngược lại, cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn, bởi vì cuộc sống không có đường tắt, hạnh phúc phải được vun đắp từng bước mới thành. Nên hiểu rằng, bản thân chỉ bê được hòn đá 5kg, nhưng tham lam bê viên 20kg thì cẩn thận nó rơi gãy chân. Cuối cùng chỉ vì không biết lượng sức mà tự gây tai ương cho mình, muốn tham lam trục lợi ắt hẳn chẳng thể dài lâu. Đúng là nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vận mệnh, nhưng thực ra trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở một mức độ nhất định, khó có thể vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, người nào lúc đầu có nhiều phước về tiền bạc cũng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu trở nên lười nhác, không lo làm ăn, không làm mà có ăn thì tiêu hao hết phước lúc nào không hay, cuối đời nghèo khó cô độc. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.